kính thưa toàn thể chị quý vị, hiện qua Liên đang đứng tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên thì biết được hoàn cảnh của chị này rất là khó khăn. Thì mời quý vị đồng hành cùng với qua Liên hỏi xem coi chị hoàn cảnh như thế nào nha. Chị ơi, chị đang làm gì ạ? Em phụ hộ chị. Vậy hả? Chị tên gì vậy chị? Em tên Diễm. Dạ, chị phụ hộ một ngày được bao nhiêu? 250. 250 hả? Rồi chị có chồng con gì không mà phụ hộ đây? Có chị. Dạ. Chồng chị làm gì? Kiểu như bệnh rồi, ít có bằng có nên em đi phụ hộ à. Ờ, chị được mấy đứa con? Hai đứa. Dạ. Rồi đứa nó làm gì à? Bao nhiêu tuổi hết rồi? Đứa học lớp 10, đứa học lớp 8 rồi chị. Dạ. Rồi nhà chị có nhà ở không? Có nhà, em mới ấm ra đi quay. À, tức là nhà tình thương người ta cho chị ha. Dạ. Rồi giờ một mình chị mà chị mặn nuôi mấy người lận? Nuôi ba người. Vậy hả? Chị nuôi ai với ai? Hai đứa con đi học với thằng chồng đó. Dạ. Rồi chị có đủ tiền cho nó để đi học không? Không chị. Dạ. Hiện giờ là chị thiếu bao nhiêu? Em đóng tiền cho thằng đó khoảng 2 triệu mấy á. Dạ. Có tiền đóng tiền học chưa chị? Chưa đó chị. Dạ. Rồi con của chị á là năm nay nó học lớp mấy vậy thằng lớn? Nó học lớp 10. À, lớp 10, học lớp 10 hả? Dạ. Rồi cô giáo có kêu đóng tiền không? Có chị, mà em không mặn hoài không có tiền đủ đóng cho nhỏ nữa. Dạ. Là bao cỡ khoảng bao nhiêu tiền chị? Em đóng cho thằng lớn 2 triệu mấy nha. Dạ, con của chị nó tên gì vậy? Phạm Hoàng Long. Phạm Hoàng Long học lớp 10 ở trường nào chị? Trường ở bên Phú Hòa, cái gì phiến phiến em cũng không rành nữa. Dạ. Miễn phiến gì á. Dạ, còn đứa nhỏ? Nhỏ học lớp 8. Nó tên gì? Phạm Mỹ Duyên. Dạ. Chị có ước mơ gì không? Ước mơ cho đủ tiền đóng cho hai đứa đi học đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Một mình mà mằng nuôi ba miệng ăn, chồng thì bệnh, hai đứa con đi học. Thế nên chị đã thiếu tiền đóng tiền học, cũng cầu xin tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp giùm. Chị nói ít lời đi chị. Chị cũng không biết nói gì. Nó nhờ mấy nhà hảo tâm giúp giùm cho chị gì đó. Giùm nên các em có tiền đóng tiền học cho hai đứa nhỏ. Dạ. Vậy thôi cũng mong quý vị chị cũng làm một mình mà nuôi ba người như vậy thì cũng mong các nhà hảo tâm giúp giùm cho chị ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, thì vừa qua đó theo khảo sát qua Liên được biết gia cảnh của chị Diễm rất là khó khăn. Chị đi làm hồ để nuôi hai đứa con ăn học và không có tiền đóng tiền học phí. Thì hôm nay Hoa Liên đã trở lại đến mặt nhà của chị đó. Ở đây là Mỹ Khánh, quý vị, Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Thì gia đình rất là khó khăn. Chương trình này được tài trợ bởi Ước Mơ Hé Miệng Cười của Quynh Vinh Quỳnh, tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo miền Bắc Cali. Thì mời quý vị đồng hành cùng với Hoa Liên vào nhà chị Diễm xem gia đình của chị và hai đứa con như thế nào. Dạ, mời toàn thể chị quý vị đồng hành cùng với Hoa Liên ạ.
Hôm nay em đến đây đó mà có anh ở nhà không chị? Dạ không chị. Dạ ảnh đi đâu rồi chị? Đi vô mẹ của em đóng này. Dạ anh năm nay được mấy mươi rồi? Dạ mười chín. Dạ bình thường thì anh cũng đi làm hồn với chung với chị hả? Dạ mà mặn bóp bơ lắm chị, bữa mặn bữa không cứ như bệnh đó. Dạ lúc nào khỏe thì đi tiếp, ngày hai ngày còn bệnh thì ở nhà, còn nó đang là nhiều nhất. Dạ cũng như là ảnh bệnh thì ở nhà thường thì cho nên cái sức khỏe ảnh cũng không được tốt á ha. Rồi bữa nay thì ảnh đi qua nhà mẹ rồi. Dạ thì chị làm hồ một ngày vậy là được bao nhiêu? Em hộ được 250. Một ngày làm hồ 250, rồi tiền ăn tiền học hai cháu. Dạ. Rồi tiền trường, nhiều khi anh bệnh phải mua thuốc nữa. Dạ. Dạ thì kính thưa quý vị, cuộc sống của chị rất là khó khăn vất vả, thì hôm nay Hoa Liên đến đây để chia sẻ được một phần nào đó trong cuộc sống. Đây là con của chị ạ. Dạ. Dạ đây là bé lớn. À con tên gì vậy? Dạ con tên là Phạm Đình Long. Hoàng Long. Hoàng Long. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 16. Con 16 tuổi. Con đang học môn gì vậy? Dạ con học môn văn. Môn văn hả? À, con đi học là nhà đóng tiền học chưa? Dạ chưa. À, mẹ chưa đóng tiền học ha. Dạ. À, con hồi đó giờ con có ước mơ gì không? Dạ con chỉ ước mơ là được đi học là tại để sau này lo cho mẹ. Mẹ con đi làm hồ vất vả quá phải không? Dạ. Thôi con gái nha. Thì hôm nay đó là em sẽ thay mặt cho Quỳnh Quỳnh ở Mỹ, giáo hội bên tín đồ giáo hòa hảo miền Bắc Cali để hỗ trợ cho chị dịch giáo đóng tiền học để hỏi. Con ơi, năm nay con mấy tuổi rồi con gái? 14. Con 14 tuổi rồi hả? À? Con học lớp mấy? Con học 8. Con đi học môn gì vậy? Hôm nay là chủ nhật con được nghỉ hả? Dạ. Có đi học thêm không? Con học khá không? À, thường á thì con có muốn ước mơ gì không? Con chỉ muốn là biết con được sống. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Kính thưa toàn thể chị quý vị, dưới cái chương trình rất là ý nghĩa quý vị. Đây là một cái chương trình gọi là ước mơ hé mượn cười, thì giống như Đức Thầy đã chỉ dạy đó quý ông bà cô bác, đó là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thì hôm nay cũng vậy, hôm nay chúng con cũng xin ước mơ cho những đứa bé như thế này được nở nụ cười, được thành tựu cũng như là được học hành đến nơi đến chốn để mai sau này làm người có ích cho xã hội. Thì em xin thay mặt đại diện cho Vinh ở tín đồ giáo hội Phật giáo Hòa Hảo miền Bắc Cali hỗ trợ cho chị 3 triệu là tiền học của hai cháu được miễn giảm rồi đó hả chị? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Để em gửi tiền cho chị để hỗ trợ cho cháu, hai cháu đóng tiền học nha. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, thì chỉ có một người ơn chị thôi. Mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 để hỗ trợ cho chị đóng tiền học cho hai cháu và cầu chúc cho gia đình cũng như là hai cháu gái cố gắng học để mà sau này làm người có ích cho xã hội nha con. Dạ. Chị có đôi lời gì cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân ở nhà tài trợ không ạ? Dạ em rất cảm ơn nhà mạnh thường quân đã lo cho hai cháu đi học. Dạ giờ nhà em quá khổ, bây giờ chị đi giúp đỡ giùm. Dạ kính thưa toàn thể chú quý vị, căn nhà này đây á là cũng là nhà của mấy ấm bên BTV và tất cả các mạnh thường quân đã chung tay góp sức giúp với chị để mẹ con có chỗ che nắng che mưa. Thì hôm nay với một người phụ nữ, hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 37 tuổi. 37 tuổi, vất vả làm hồ mấy chục năm rồi hả chị? Dạ. Chị làm bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm rồi. Dạ kính thưa quý vị, 20 mấy năm sương gió gánh gồng và đẩy những xe hồ, những cái xe cát rất là nặng nề, không thua gì một người nam để nuôi hai đứa con ăn học. Thì gia đình đã khó khăn như thế, hôm nay đã động tấm lòng từ, đã được các mạnh thường quân, các nhà tài trợ giúp đỡ cho hai cháu để đi học. Thì Hoa Liên cầu mong tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có gửi về thì xin gửi số điện thoại của Hoa Liên 0964339945 hoặc giả là Facebook của Hoa Liên để tiếp tục cái chương trình ước mơ hé miệng cười. Và trước khi dứt lời, Hoa Liên xin cầu chúc cho toàn thể chứ quý vị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt để cứu giúp những mảnh đời đang còn khó khăn bất hạnh. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.